Chuyển sang phần tin thể thao, sau 3 ngày thi đấu sôi nổi và kịch tính, hôm nay 26 tháng 3, giải đua xe đạp địa hình quốc tế Đà Lạt Victory Challenge 2017 tại thành phố Đà Lạt đã kết thúc. Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên xuất sắc của giải đấu quan trọng này. Giải đua xe đạp địa hình quốc tế Đà Lạt Victoria Challenge 2017 do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn xe đạp Mô tô Việt Nam và Công ty Cổ phần Việt Nam MTB Series tổ chức đã bước vào chặng đua thứ 3. Chặng đua cuối cùng trong lộ trình 3 chặng đua quanh khu vực thung lũng Tình Yêu và thành phố Đà Lạt với chiều dài 10 km. Theo ban tổ chức cho biết, đây vẫn là cuộc tranh tài quyết liệt giữa các tay đua mạnh đến từ câu lạc bộ Đạt Minh, câu lạc bộ Quân khu 7, đơn vị Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Kết thúc chặng đua thứ 3 ở nội dung nam chuyên nghiệp, tay đua Đinh Văn Linh, đơn vị Hòa Bình giành giải nhất, nhì và ba lần lượt thuộc về Phùng Văn Lộc và Tống Thanh Tuyền, đơn vị Quân khu 7. Còn ở nội dung nữ chuyên nghiệp chặng 3, tay đua Vũ Thị Kim Lộc, câu lạc bộ Đạt Minh giành giải nhất, nhì thuộc về Trần Thị Kim Anh, đơn vị xổ số Kiến Thiết Đồng Tháp. Tay đua Quảng Thị Soan, đơn vị Sơn La giành giải 3. Như vậy, sau 3 chặng đua, tay đua Đinh Văn Linh, đơn vị Hòa Bình giành giải nhất chung cuộc, Trần Thanh Phú và Phùng Văn Lộc, đơn vị Quân khu 7 xếp nhì và 3. Còn ở nội dung nữ chuyên nghiệp sau 3 chặng, tay đua Vũ Thị Kim Lộc, câu lạc bộ Đạt Minh giành giải nhất, nhì thuộc về Trần Thị Kim Anh, đơn vị xổ số Kiến Thiết Đồng Tháp. Tay đua Quảng Thị Soan, đơn vị Sơn La giành thứ 3. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 5 giải nhất nhì và 3 cho các nội dung phong trào ở các lứa tuổi, ở chặng thi đấu thứ 3 và kết quả chung cuộc sau 3 chặng đua. Tình trạng tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn. Và sau đây, Minh Thư xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi để xem những sai lầm ấy là gì nhé.